Đây chúng tôi đang đưa bộ bàn ăn một bàn 10 ghế lên để chuyển về khu đô thị Việt Hưng cho chị Dung Euro. Và theo cầu riêng của gia đình thì chiếc bàn này rất là lớn, nó kích thước là rộng 1m và dài 2m17. Mặt bàn thì dày 1,5 phân. Và đây là cái hàng gõ đỏ cho nên chúng tôi đáp ứng được nhu cầu này. Trong đó trước đó thì có anh Linh ở Thanh Hóa, anh cũng đặt toàn bộ bàn ăn bằng gỗ hương. Thì gỗ hương thì nó giá còn đắt hơn, cho nên là ở cái mức độ độ dày nó là cơ bản thôi. Ghế thì vẫn giống chiếc ghế này, vẫn là ghế cung đàn chân mập và chân là 6cm. Và hiện nay cái ghế này thì mọi người rất là ưa chuộng, bởi vì là chúng tôi làm ra 26 cái ghế thì đã có khách hàng đăng ký 20. Và hiện nay ở cửa hàng chỉ còn lại 6 chiếc. Và đây là đang bốc hàng ở dưới cái ánh đèn cao áp, cho nên là tất cả cái sản phẩm nó bị màu vàng ếch ra, nó không đúng màu thật. Đây chẳng qua là hình ảnh để kỷ niệm cái việc trả hàng thôi. Và hôm nay, ngày hôm nay thì chuyển hàng cho chị Dung thì chúng tôi chuyển cả bàn ăn, ghế ăn, rồi kệ tivi, rồi giường, bàn phấn. Đây cái bàn phấn này, đây là bàn trang điểm nhưng mà vẫn chưa lắp cái khung gương lên, bàn trang điểm hóa đơn. Và hôm nay chị còn yêu cầu là mang thêm hai cái khung ảnh thờ nữa, đủ hết luôn. Mang về luôn để mang mắc cánh luôn. Ta mang về luôn. Đặt vặt thì mình mang luôn.